lo lên nha, này sẵn lòng lên. Ở không giết nó người mệt mệt quá, vận động tiếng chịu quá cục lông chú ơi. Què nó ngủ quá mẹ. Quýt đủ tiếng đi về nấu đồ ăn. Thank you.
Chỗ nào mát mát mà. Mát gió. Không, nhưng mà chỗ nào mát mát mà đánh chứ. Tôi nhà nhít à. Chân là đám mắt luôn á. Không nên. Chân là đi cứ bắt phát. Đẩy người đồ bên hông nè, đây nè. Đây sao đánh? Không. Đây đánh được, sao đánh đâu quýnh trước nhà, mới qua đây kia. Trước nhà cũng rộng hơn đây à. Ừ. Tưng mình đâu có gì nhẹ thôi. Sao mà nhẹ được? Mình nói này hướng gió. Nè, dọc đây là chú chó tha nó đi kiếm rồi nha. Nè. Đó. Dọc của hả? Xíu gỡ hỏi xuống em. Đắt trên coi nè. Bốc cái. Con lấy cầu kia có một cái nữa. Đây. Mà nó tư á, nó đi xuất kia thôi, nó mang cái gì. Có một con tôm, có gan, có thịt rồi nữa. Thế nó bán rẻ chứ bộ. Là cái đá em ơi. Em cái tờ đá luôn. Hôm qua ba hàng đá lấy của ở bên bên Nhiệt Tình giờ đâu.
xuống rồi. Nó một thế lương. Từ đó từ chỗ là một thế lương. Mồ hôi mà ra nó nổi không biết kìa. Ướt mồ hôi nó ướt trên người á. Mới có đánh một xí hay sao mồ hôi được. Không sợ dính không nhà. Ủa nặng. Ủa quýnh là chắc hồi đâu có bao nhiêu giọt quá. Cái này giọt xịn mà. Thôi rồi. Không có bài giọt xịn là mình dùng nè. Còn cái giọt kia là mình cướp. Cái này trăm mấy hả? Đúng mốt hả? 115 chứ. Tầm 4 năm khoát mà chạy thì lại nó mới đỡ mồ hôi. Cho tao chơi đi.
chừng đó. Vô vô. Đây luôn nha. Màn gió quá. Em đã cái sạch rồi. Chiều chiều á, ra ăn trước á. Đường á. Hoặc là chỗ ông Tám á. Trước đường cho xe hông hả? Cái mai nè. Qua cho mày nguyên trái đâu? Ăn gì dữ vậy? Có bắt á. Đừng bắt kìa. Chắc rồi đó. Xin chỗ ở đó. Đi cái lai dữ vậy chứ. Ở đâu? Đi cái lỗ tội á.
Ủa anh hãy muốn tắt không chứ không ạ? Mệt quá mọi người ơi. Đừng bị có chân châu mang rồi. Ai? Đừng bị có chân châu mang rồi. Cơm nổi lại nè. Mệt hả? Không có. Mệt gì đánh như chưa được mà ba cái nữa. Lượng cầu nhiều hơn đánh. Bóp vào cái dây đó mà nó phủ qua hết rồi mát, mát cỡ luôn. Mà hơi dưới da chỗ mọc, không mọc, không mọc, sát như cái nó sườn này. 4-5 cây em dụng gần hết rồi đó. Hả? Không có 1 cây 1 á. 4-5 cây á. Vừa em hỏi anh cây gì anh mới nói không biết, chắc cây dại. Em dụng hết, anh dụng hết. Nhí mà ăn cua nữa không mày? Tuần mày ăn hai con đi. Hả? Bé, lắng đứng ra. Bé nó sợ, bé lắng đứng ra. Sợ ra. Lên cái màu của cái lá bì đâu á. Đúng rồi. Đó, không có màu lên cái gì đó. Chạy lên.
mặt đi luôn. Đánh chưa dài là cân nào. Nó cay hay. Mấy chị lì. Cầu rớt rồi nè. Tiếp gió chứ rớt, rớt cái này thôi rớt. Vận động lên chứ phải chạy mới tăng mỡ chứ. Thank you.
Đây còn sấy nè, đây còn sấy nè. Vậy là chuẩn bị vô bên đá bên anh Tây. Anh mở bánh chưa ra nhỉ? Ừ. Nó ra được mồ hôi mới khỏe. Em ra là mở em ít. Không dài. Mồ hôi mà mồ hôi nó được ra như tắm luôn á. Nè. Ở cái tìm chỗ nào đi. Chỗ nào mà mát á. Chỗ sân vận động. Cái chàng. À xuống dưới á. Xuống dưới đó không nãy nè. Hồi cá gì. Gió má ơi luôn. Đưa 39 rồi cho được trong cổ biết chưa? 9 tuổi cho cổ tụi tụi. Không biết được chỗ nào. Chú tụi biết gì mà cho cổ. Biết rồi.
dữ vậy? Còn nghe mấy tin dữ vậy? Giật gân vậy? Mình đánh sáng sớm 6 giờ thì được ha. Đánh cái mai thì sớm ra đến 6 giờ. Đánh 30 phút. 30 phút cũng được. Một lần mình muốn một tiếng đồng hồ. Giờ muốn sáng một hồi khó đổ. Lạnh nhiều quá ai biết cái chó đi cho biết rồi nhưng mà nói á năm giờ uống cái uống từ 4:30 5:30 tay đó mà hôi nè. Mình bụng chưa đổ, bụng mở dày, không có tạ tạ. Chị mua cái đó để tập trước đi. Cái nào? Cái tạ đúc quá à. Đặt trên nó về đi tập trước đi. Tập sao? Mua cái mũ hả? Ừ, mình đổ bê tông tập trước. Lấy cây đọc tập. Cái mũ cầm tay mà. Mình mua là mình mua những cái khô mũ đúng không? Gì đó mới tâm như đó. Mà cái hình tròn hay là cái cầm tay? Cái cầm tay mắc lắm. Cái hình tròn á. Cho mình mua mấy cái đòn cái này, như này cái này nè. Cái này là một tay. Cái này là hai tay. Chứ phải mua cái cục có sẵn cái gì? Có sẵn cái gì? Không, em nói là cái đó, cái mù ở ngoài mình về mình đúc thôi. Không phải là cái đó sẵn, không phải là cái đó đúc sẵn. Nhưng mà cái đó, cái mày ngoài trong tay mình, nó không có bán đúng không, cái gì đó. Tại vì cái khúc giữa em không có đổ bê tông được. Hai cái cục tròn thôi đúng không? Thì được, nó có cái nắp nút này nè. Em đổ xong, nó thử khô. Cái là hai cục tròn thôi, còn cái cây giữa cái mình cầm á. Có mà. Em thấy nó có bán mà. Để đổ bê tông kiểu gì vô đó. Đổ hai đầu. Quá giờ mà cũng mệt đúng không? Đổ cứng. Nắng quá. Em nghĩ cái cục bê tông một tảng bự thì nó cứng. Còn cái giữa nó có bê tông chút mình lớn thì sao em cầm nó cứng. Nó gãy liền. Nó cầm chung với cái mũ đó mà. Cầm chung mũ là nó bán sẵn nha. Nguyên cục sẵn. Đủ được. Để về em ấy chứ. Tại vì bữa trước em thấy bọn kia ở Bến Thái nó cà phê nó làm đấy. Tại vì chính giữa nếu mà ấy là phải có sắt chính giữa. Bọc sắt, tại vì nó có nút hai bên nè. Cái cục này nha. À hiểu rồi. Nó có cái sắt cái lỗ ngang như đúng gì. Đúng rồi. Nó có hai nút hai bên mà. Không phải là ấy đâu. Mua cái đó về là mua làm bê tông đổ chứ nó đổ mua sắt chịu nổi tiền tại gan chứ nó gan đó nữa chứ mày nhắn gì. Liếc nữa có sao không nhỉ? Rồi tắt đi hả? Ba. Ba. Hoàng chứ.
trời hôm qua tới cái bình kim quận này. Đó là cái gió đặt xuống là nhiều rồi đó. Gió, giờ không gió. Còn đẹp như muốn gì vậy? Yeah.
Và có mọi người nghỉ 12 giờ trưa đi quýnh cầu lông.
gì? Xe. Mệt quá mọi người, đang nghĩ là ăn Tết xong rồi lên ký quá.
Bye mọi người nha.